Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, trong những năm qua, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo các nghị quyết của Chính phủ và theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan thuế và trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo quy định. Như vậy, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc từ vị trí thứ 131 lên vị trí thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá. Bên cạnh đó, thì chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 là 78%, tăng 3% so với năm 2016. Song Việt Nam cần làm gì để có thể cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh và những lĩnh vực nào nên được tập trung ưu tiên cải thiện? Tất cả những nội dung trên sẽ được đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Để tiếp tục đơn giản hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế năm 2019, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai thực thi phương án đơn giản hóa 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Trình Bộ Tài chính trong danh mục 140 thủ tục hành chính sẽ điện tử hóa từ mức 1 và mức 2 lên mức 3 và mức 4 trong năm 2019 và 2020. Đồng thời, Tổng cục Thuế đang triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính về cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Vậy đặc điểm của các doanh nghiệp phản hồi hay những đánh giá về sự hỗ trợ của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp như thế nào? Mời quý vị theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Khảo sát năm 2019 có sự tham gia từ 1.727 doanh nghiệp với tỷ lệ phản hồi chung đạt 26%. Với mong muốn nhận được những thông tin xác thực nhất, nhóm nghiên cứu của VCCI đã đề nghị người trả lời là lãnh đạo doanh nghiệp phụ trách hoặc cán bộ trực tiếp xử lý công việc liên quan tới lĩnh vực thuế của doanh nghiệp. Kết quả phản hồi cho thấy, trong số các doanh nghiệp phản hồi, có 74% người trả lời là giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kế toán thuế. Kế đến, có 22% là những người giữ chức vụ tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, những người này phụ trách lĩnh vực thuế tại doanh nghiệp. 4% người trả lời còn lại là những người giữ chức danh khác như trợ lý, thư ký giám đốc, nhân viên hành chính. Theo khảo sát 2019, có các doanh nghiệp tới từ cả 3 khu vực kinh tế của Việt Nam. Cụ thể, 5% tới từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, 7% tới từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI và 89% còn lại tới từ khu vực tư nhân Việt Nam. Cơ cấu phân bổ doanh nghiệp phản hồi khảo sát khá tương đồng với tỷ lệ các doanh nghiệp đang hoạt động theo thành phần kinh tế. Khảo sát 2019 tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp đánh giá về mức độ hỗ trợ của cơ quan thuế trong trường hợp có gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính thuế. Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp đánh giá rất tích cực về sự hỗ trợ của cơ quan thuế. Cụ thể, 86% doanh nghiệp cho biết cơ quan thuế hỗ trợ hiệu quả và 83% đánh giá sự hỗ trợ của cơ quan thuế là kịp thời. Về mức độ hỗ trợ của cơ quan thuế theo vùng, đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục là nơi nhận được đánh giá tích cực hơn cả. Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá sự hỗ trợ của cơ quan thuế là hiệu quả và kịp thời, thấp hơn đáng kể các vùng còn lại, song cũng nhận được trên 75% phản hồi tích cực của doanh nghiệp. Với chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, ngành thuế đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 02 năm 2019, tăng từ 7 đến 10 bậc về chỉ số nộp thuế, tiệm cận mục tiêu đến năm 2021, chỉ số nộp thuế tăng lên 30 đến 40 bậc. Ngành thuế đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 02 năm 2019 và đang tiệm cận mục tiêu của năm 2021. Cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá về những nỗ lực cải cách của ngành thuế ra sao? Mời quý vị theo dõi những ghi nhận ngay sau đây. Giảm thiểu hồ sơ, rút ngắn thời gian thực hiện, đó là chia sẻ của doanh nghiệp khi nói về những cải cách hành chính của ngành thuế trong thời gian qua, đưa đến cho doanh nghiệp rất nhiều thuận lợi, tạo sự chủ động cho doanh nghiệp. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái tiến trình cải cách này, đem lại cái nhiều cái điều thuận lợi cho cái doanh nghiệp. Thứ nhất là về cái thời gian, rồi kể cả là cái sự thuận tiện trong cái việc khai báo, thì chúng tôi có thể là ngồi bất cứ ở đâu thì chúng tôi vẫn khai báo được. Thì cái này nó liên quan đến vấn đề tiết giảm được cái chi phí, tiết giảm được cái thời gian làm thủ tục, làm hồ sơ. Doanh nghiệp có thể chủ động trong việc khai suôn sẻ và thuận lợi, chủ động 24/24.
để mà doanh nghiệp có thể khai tờ khai bất cứ lúc nào. Cơ quan thuế cũng đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Theo đó, 99,87% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử, 99,53% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, 93,61% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử. Có 133 trên 304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Ngành thuế là một trong những ngành hiếm hoi của Việt Nam có sự thay đổi lớn về mặt thứ hạng, về mặt điểm số và đang tiệm cận dần với những cái thông lệ tốt. Qua điều tra của VCI trong năm 2019 thì chúng tôi thấy một thay đổi rất tích cực của ngành thuế. Đấy là triệt để ứng dụng công nghệ thông tin. Có thể nói rằng là ngành thuế là ngành kiên trì và đồng bộ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế. Phát triển hệ thống đại lý thuế, nâng cao hiểu biết và tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và xã hội. Nhờ vậy, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc từ vị trí thứ 131 lên vị trí thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá theo báo cáo Môi trường Kinh doanh Toàn cầu Doing Business 2020 do Ngân hàng Thế giới công bố. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 là 78%, tăng 3% so với năm 2016. Ngành thuế và bảo hiểm đã có cái đóng góp tích cực vào cái việc cải thiện cái năng cạnh tranh của Việt Nam và góp phần vào việc tăng 10 bậc trong cái năng cạnh tranh của Việt Nam. Và trong đó thì cái dấu ấn, cái điểm sáng và cái đóng góp của cái ngành thuế là rất là rõ ràng. Và lần này thì chúng ta triển khai một cái cuộc khảo sát để đánh giá cái sự hài lòng của các đối tượng nộp thuế, của các doanh nghiệp đối với công tác của cái ngành thuế, thì chúng ta cũng thấy một cái bức tranh nó rất là tương đồng. Về chúng ta đã có những cái chỉ số đạt cái mức đánh giá ở cái mức 8 điểm trên hệ số 10. Thì và phần lớn các chỉ số dao động từ cái điểm 7 đến cái điểm 8 thì cho thấy là những cái nỗ lực rất là quan trọng của ngành thuế. Và ngành thuế vẫn tiếp tục là cái ngành đi đầu trong cái việc đơn giản hóa thủ tục, rồi trong cái việc thực hiện chính phủ điện tử, rồi trong cái việc thực hiện cái việc thanh tra kiểm tra dựa trên cái nguyên tắc quản lý rủi ro, rồi trong cái việc tích cực đối thoại và lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp. Và đặc biệt là chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự tiến bộ vượt bậc của ngành tài chính trong cái việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, cũng như là cái việc cải thiện cái thái độ làm việc, cái cung cách phục vụ, cũng như là cái kết quả giải quyết các cái thủ tục hành chính của ngành thuế cho cái người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính thuế đã thực hiện qua phương thức điện tử trong năm 2019. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận khoảng 12 triệu hồ sơ. Đã có 93,3% doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử. Tại báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính năm 2019 do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam công bố thì mức độ hài lòng của người nộp thuế đã tăng lên từ 75% của năm 2018 lên mức 78%. Đấy, chúng ta cứ nhích dần từng bước như thế là đang rất tốt. Tại báo cáo môi trường kinh doanh năm 2020 toàn cầu được Ngân hàng Thế giới công bố thì chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng ấn tượng 22 bậc từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng, các quốc gia nền kinh tế đều nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, sáng tạo nhằm thích ứng với nền sản xuất mới. Mục tiêu tăng thứ hạng trên thế giới và nhóm 4 quốc gia dẫn đầu trong khu vực ASEAN đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn trước rất nhiều. Trong nước, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, song cũng đòi hỏi các cơ quan công quyền phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện thông thoáng nhất để mọi người dân đều đóng góp công sức, của cải, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu cho mình, cho đất nước. Chỉ số nộp thuế của Việt Nam xuất phát điểm rất thấp, sau đó thì đã được cải thiện và trở thành chỉ số có mức thăng hạng nhiều nhất, cải thiện mạnh mẽ nhất trong các chỉ số của Việt Nam trong nhiều năm qua. Nhưng Việt Nam vẫn chưa thể dừng lại ở đó, cần phải tiếp tục cải thiện hơn nữa. Đó là việc rất quan trọng, cần phải thực hiện được.
Đó là nhấn mạnh của ông Jack Morrissey, chuyên gia kinh tế trường Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, trong cuộc trao đổi với phóng viên kênh truyền hình VTV. Kính mời quý vị cùng theo dõi. I'm Lynn from VTV. Thanks for joining us today. According to the Doing Business, theo bảng xếp hạng môi trường kinh doanh Doing Business 2020 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã có tổng điểm cao hơn nhưng thứ hạng lại thấp hơn. Và đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam ở trong hoàn cảnh này, nghĩa là tổng điểm tăng nhưng thứ hạng lại tụt. Và nhiều người thì cho rằng những cải cách thể chế và pháp luật của Việt Nam đang diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng. Vậy đánh giá của ông về kết quả này như thế nào? Đúng vậy, bạn đã nhận định rất đúng. Trong hai năm qua, tổng điểm của Việt Nam trên bảng xếp hạng Doing Business thì tăng, nhưng lại không hề được cải thiện về mặt thứ hạng. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là Việt Nam đang thực hiện cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh, nhưng những cải cách của Việt Nam lại không nhanh bằng các quốc gia khác. Và điều này thì thể hiện ngay ở thứ hạng trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói về những thành tích nổi bật của Việt Nam. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới. Trong vòng 10 năm, Việt Nam đã nhảy từ thứ hạng 100 lên vị trí 70, tăng 30 bậc, và đó là một kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, như bạn đã đề cập, 2 năm gần đây thì thứ hạng lại không được cải thiện. Do đó, tôi nghĩ là có thể đã đến lúc Việt Nam cần phải đẩy nhanh quá trình cải cách của mình để làm cho môi trường kinh doanh được trở nên thông thoáng và thuận lợi hơn cho khu vực kinh tế tư nhân. Nhưng tôi thì vẫn đặt niềm tin rằng chính phủ đang có những thay đổi cải thiện và đẩy nhanh quá trình cải cách để có thể nâng hạng trong Doing Business vào năm tới và 2 năm tiếp theo. Như ông đã biết, trong bảng xếp hạng Doing Business, chỉ số nộp thuế không phải là chỉ số có thứ hạng tốt nhất của Việt Nam, nhưng lại là chỉ số có mức độ tiến bộ tốt nhất. Vậy ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực cải cách thuế trong thời gian qua? Bạn biết đấy, nộp thuế là một việc rất quan trọng. Có một chỉ số, đó là chỉ số khởi sự kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp. Đây là chỉ số mà bạn chỉ phải làm một lần khi doanh nghiệp của bạn hoạt động, nhưng nộp thuế thì bạn lại phải làm hàng năm. Do đó, chỉ số nộp thuế đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình cải cách. Ở đây, rõ ràng nhìn thấy, trên bảng xếp hạng Doing Business, chỉ số nộp thuế của Việt Nam vẫn đang ở vị trí hơn 100. Điều đó cho thấy, chính phủ cần phải nhìn nhận vấn đề là cần tập trung cải thiện chỉ số này. Và như bạn đã thấy, chỉ số nộp thuế của Việt Nam xuất phát điểm rất thấp, sau đó thì đã cải thiện và trở thành chỉ số có mức thăng hạng nhiều nhất, cải thiện mạnh mẽ nhất trong các chỉ số của Việt Nam trong năm qua. Nhưng Việt Nam vẫn chưa thể dừng lại ở đó, cần phải tiếp tục cải thiện hơn nữa. Đó là việc rất quan trọng, cần phải thực hiện được. Tôi nghĩ rằng chính phủ đang xúc tiến đẩy nhanh quá trình cải cách, sử dụng thêm nhiều công cụ mới để có thể đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Và tôi tin tưởng là thứ hạng của chỉ số này sẽ được cải thiện trong năm tới. Theo ông, với những rào cản như hiện nay, thì Việt Nam cần làm gì để khu vực tư nhân có thể phát triển? Như tôi đã đề cập, thì đầu tiên là cần phải gỡ bỏ được những rào cản trong việc tiếp cận vốn và tín dụng. Và việc này nên được nhìn nhận là việc làm ưu tiên hàng đầu nếu muốn khu vực tư nhân phát triển. Bên cạnh đó, cũng cần phải có một môi trường kinh doanh thật sự tốt cho các doanh nghiệp. Như bạn đã biết, trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh Doing Business 2020, Việt Nam xếp hạng 70. Kết quả này cũng là khá tốt. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế, bởi vì Việt Nam trong 2 năm liên tiếp gần đây đều không có sự cải thiện về thứ hạng. Do đó, tôi nghĩ là có một số việc mà Việt Nam có thể làm ngay. Đó là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đăng ký, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy và triển khai các thủ tục điện tử, bởi nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. Tóm lại là tôi có 2 kiến nghị, đó là tăng khả năng tiếp cận tín dụng và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Vậy theo ông, Việt Nam cần làm gì để có thể cải thiện môi trường kinh doanh và những lĩnh vực nào nên được tập trung ưu tiên cải thiện? Tôi nghĩ là bạn đã đặt ra một câu hỏi, một vấn đề quan trọng, không chỉ cho riêng Việt Nam, mà còn cho rất nhiều quốc gia khác. Và bạn biết không, nó không chỉ là việc bạn có những quy định đúng, mà nó còn là việc các quy định đó được triển khai đúng. Với kinh nghiệm của tôi thu nhận được từ rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, tôi có thể đúc kết thành một vài điểm nhấn mạnh với 3 yếu tố như sau. Thứ nhất là Việt Nam cần đơn giản hóa hệ thống. Bạn biết không, có rất nhiều trường hợp
các doanh nghiệp không thể hiểu được các thủ tục cũng như điều kiện kinh doanh như thế nào. Ví dụ như loại thuế nào cần phải nộp, loại quy định nào được áp dụng ở đây, vân vân. Do đó, điều quan trọng là cần phải đơn giản hóa thủ tục, bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đủ thời gian để đọc được hết các loại giấy tờ và quy định. Thứ hai, đó là Việt Nam cần phải giảm được các loại chi phí tuân thủ pháp luật. Bạn biết không, có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp phải dành quá nhiều thời gian để đi đến giải quyết công việc giấy tờ ở cơ quan thuế, nhiều hơn cả việc họ nộp thuế. Và thời gian thì chính là tiền bạc. Do vậy, việc giảm thời gian, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật là rất cần thiết. Và ở đây, càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc số hóa. Quá trình số hóa cần phải được triển khai ở mọi lĩnh vực nhanh hơn nữa. Ví dụ như chính phủ điện tử, các thủ tục điện tử có thể giúp bạn tự hoàn thành những quy định bắt buộc mà không cần phải mất quá nhiều thời gian để chờ đợi người khác. Và thứ ba, cần phải có nguồn nhân lực. Bạn cần phải đảm bảo rằng khi bạn có những quy định tốt, thì những người thực thi, triển khai luật cũng phải tốt. Do vậy, cần đến sự giám sát, cần đến sự minh bạch, cần làm thế nào để những quy định đó khi đến với tất cả người dân thì đều được hiểu đúng và triển khai hiệu quả. Một lần nữa, rất cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.